vi tuần từ ngày 20 đến 26 tháng 11 năm 2023 của 12 Cung Hoàng Đạo. FNL xin chào các bạn. Xin gửi tới các bạn tử vi tuần mới. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. 1. Bạch Dương Công việc theo tử vi hàng tuần của Bạch Dương trong tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11, mặt trăng ở nhân mã sẽ ít ảnh hưởng đến quỹ đạo nghề nghiệp của cung này. Tuần này, bạn sẽ làm tốt việc giáo dục bản thân và chuẩn bị cho mình những thông tin cập nhật nhất có thể trong lĩnh vực của bạn. Vận may có rất nhiều hạn chế khi gặp may mắn. Lời khuyên dành cho cung hoàng đạo này là hãy thận trọng khi cho người lạ hoặc những người bạn không biết rõ cho vay tiền. Hãy cẩn thận hơn trước khi rút tiền ra khỏi ví của bạn. Tình yêu có một sự thay đổi có lợi trong quá trình cảm xúc. Những bạn còn độc thân được cho là đã tìm thấy kiểu người của mình, giúp họ dễ dàng tìm được một người bạn đời tiềm năng tốt. Không nên sử dụng lời đe dọa chia tay như một công cụ khủng bố tình cảm trong một mối quan hệ đã được thiết lập. Hành vi này có thể dẫn đến cảm giác kiệt sức và dần dần chán nản. 2. Kim Ngưu. Công việc, đường công danh sự nghiệp cần thận trọng hơn trong tuần này. Nhắc nhở dù công việc có hoàn thành sớm hơn dự kiến hay mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn bạn nghĩ thì trước khi bàn giao, bạn cần kiểm tra thật kỹ để tránh những sai sót đáng tiếc. Vận may, tuần tới sẽ không mang lại những thay đổi đáng kể về vận may của bạn. Sự tiến bộ mà Kim Ngưu đang đạt được rất ổn định, vì vậy bạn nên cố gắng kỳ vọng nhiều hơn nữa trong tương lai. Tình yêu, cuộc sống lãng mạn của Kim Ngưu sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh hưởng của mùa trăng nhân mã đang đưa các cặp đôi đến gần nhau hơn và củng cố tình cảm của họ dành cho nhau. Có vẻ như bạn và người yêu của bạn có niềm đam mê phiêu lưu vô độ. Có rất nhiều sự kiện xã hội nơi những người độc thân có thể hòa nhập và kết bạn mới. Nguyên tắc cơ bản cho cung hoàng đạo này là phải cảnh giác mỗi khi một mối quan hệ mới đến gần một cách nguy hiểm. 3. Song tử. Công việc khi Trang Non Nhân Mã xuất hiện vào tháng 11, các cơ hội hợp tác nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh trở nên hứa hẹn hơn. Tuy nhiên, hãy cảnh giác vì cùng với nghị lực kiên quyết của Trang Non Nhân Mã sẽ xuất hiện hàng loạt tin đồn và bất đồng. Vận may, may mắn đang chờ đón bạn. Bạn có thể tự thưởng cho mình thứ gì đó mà bạn thực sự muốn như một phần thưởng cho việc vượt qua thời kỳ khó khăn. Nhưng nếu sau này bạn thấy mình gặp khó khăn về tài chính, hãy nhớ sử dụng các chiến lược tiết kiệm tiền tốt nhất. Tử Vi cũng dự đoán những quyết định trong tuần tới sẽ tác động không nhỏ đến triển vọng tài chính của bạn. Tình yêu, sự ổn định trong các mối quan hệ ngày càng tăng. Mối quan hệ luôn hạnh phúc vì người này mang đến cho bạn rất nhiều dung cảm tốt đẹp. Bạn có nhiều khả năng bắt chuyện với người lạ nếu bạn còn độc thân vì bạn được truyền cảm hứng từ tình cảm của những người xung quanh. 4. Cự giải công việc con đường sự nghiệp của cự giải khá ổn định và chắc chắn nhưng không ở mức nổi bật sự tỉ mỉ cẩn thận cộng với sự sáng tạo sẽ giúp cung hoàng đạo này thành công ở một mức độ nhất định khi làm việc bạn cũng sẽ rất tập trung vì không muốn làm xếp khó chịu và đồng nghiệp khó chịu vận may vận may có dấu hiệu khởi sắc nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc vì vậy bạn nên coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai tình yêu, chuyện tình cảm của bạn sẽ có sự thay đổi lớn. Rõ ràng, khía cạnh chiêm tinh với nhân mã sẽ khiến cung hoàng đạo này ghét những hoàn cảnh và môi trường cũ. Cách hẹn hò đơn điệu có lẽ không còn phù hợp nữa. Vì vậy, nếu các chòm sao độc thân muốn cải thiện đời sống tình cảm thì có thể lựa chọn những địa điểm hẹn hò lãng mạn khác. Những người có gia đình nên thêm một chút gia vị khác biệt vào cuộc sống hàng ngày của mình. 5 sư tử công việc sự nghiệp thăng trầm thăng trầm tuần này sư tử có thể trải qua một số khoảng thời gian đen tối nhưng mọi đám mây đen sẽ nhanh chóng tan biến nhờ sự giúp đỡ của những con người cao thượng tận tâm tử vi khuyên bạn nên sống thật với chính mình đừng cố hòa nhập vào nhóm người mà bạn không thích bên cạnh đó hãy dùng cách ứng xử nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để thể hiện thái độ của mình trong mọi việc vận may vận may dễ dàng thành công khi được hỗ trợ bởi năng lượng của tam hợp mặt trời và mộc tinh tròm sao này sở hữu sự lạc quan và luôn nuôi dưỡng niềm tin vào sự thành công của những dự án mà họ đang theo đuổi đặc biệt bạn biết cách nắm bắt toàn bộ tiềm năng của các cơ hội kiếm tiền trong cuộc sống tình yêu tình duyên may mắn có điểm sáng sự đi qua của mặt trăng và mặt trời nhân mã khiến cung hoàng đạo này có xu hướng chờ đợi mọi người tán tỉnh và tiếp cận họ. Tuy nhiên, Tử Vi khuyên bạn nên chủ động hơn vì cả một thế giới trải nghiệm mới đang chờ đợi. Vì vậy, hãy thoát khỏi cái bóng vốn có của mình và hướng tới một tình yêu xứng đáng với mình. 6. xử nữ. Công việc, con đường sự nghiệp trở nên bận rộn bởi cảm giác lười biếng hoặc nhàn hạ sẽ khiến chòm sao này cảm thấy bất an. Tuy nhiên xử nữ nên cố gắng vì một mục tiêu cụ thể, không nên thử một cách mù quáng, sẽ tốn công sức, nỗ lực nhưng có thể không mang lại kết quả như mong muốn. Vận may, vì vận may của bạn sẽ không có nhiều biến động nên bạn nên hạn chế tối đa số lần mua sắm không cần thiết. Thêm vào đó, bạn còn để dành tiền cho những việc không thể đoán trước được. Tình yêu, tình cảm chưa có sự tiến triển rõ ràng. Người độc thân không dám bày tỏ tình cảm với người mình thầm yêu mà luôn cố gắng tạo cơ hội để được ở bên đối phương. Nếu đã có một mối quan hệ, bạn sẵn sàng giúp đỡ đối phương những công việc lặt vặt, từ đó giúp mối quan hệ của bạn ngày càng thân thiết hơn. 7. Thiên bình. Công việc, sự nghiệp tiến triển có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác trong tuần. Những lúc như vậy thiên bình nên khiêm tốn, chăm chú lắng nghe và không nên kiêu ngạo để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đồng thời, bạn cũng cần dành thời gian nâng cao kỹ năng và học hỏi nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc được giao. Vận may, vận mệnh của bạn sẽ rất may mắn khi mùa trăng nhân mã đi qua. Đây là thời điểm kết nối các mối quan hệ xã hội sẽ được vun đắp nên cung hoàng đạo này sẽ không còn gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác hay mối quan hệ làm ăn mới. Bạn cũng sẽ được quý nhân dẫn đường, từ đó dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình. Tình yêu, tình cảm gặp nhiều may mắn. Thiên bình khi yêu sẽ tìm được tiếng nói chung và cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu ngọt ngào của mình. Dự đoán, khả năng cả hai về chung một mái nhà là rất cao. Người độc thân sẽ gặp được một người rất ưng ý trong tuần mới. Có lẽ các bạn sẽ tiến xa hơn là chỉ là bạn bè. 8. Bọ cạp. Công việc, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Bọ cạp luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đồng nghiệp và mong muốn người khác cũng có thái độ như vậy với mình. Với khả năng quan sát tỉ mỉ và tinh tế của mình, chòm sao này đã chuyển hướng nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực của mình. Từ đó cải thiện vận may sự nghiệp trong tuần này. Vận may, nhờ nỗ lực trong vài năm qua, những người sinh ra dưới cung hoàng đạo này có tiềm năng kiếm được một khoản tiền đáng nể. Bạn cũng đang kiếm được một số tiền đáng kể từ công việc phụ của mình. Tình yêu, quá trình yêu đương có những dấu hiệu tích cực. Những cung hoàng đạo độc thân có thể được bạn bè giới thiệu cho một số đối tác tiềm năng. Nếu đã tìm được nửa kia của mình, các cặp đôi sẽ ngày càng nương tựa vào nhau nhiều hơn. 9. Nhân Mã. Công việc, con đường sự nghiệp của Nhân Mã diễn ra suôn sẻ. Trong công việc, cung Hoàng đạo này trở thành người truyền cảm hứng kiến thức cho người khác. Với sự hướng dẫn của bạn, công việc luôn được đảm bảo và điều này sẽ giúp vận may của bạn bền vững. Vận may, vận may khá thịnh vượng khi sao Mộc Tam hợp mặt trời. Nhân Mã mang lại may mắn nhưng thành công của bạn không liên quan nhiều đến điều gì ngẫu nhiên hay bất ngờ. Nó liên quan đến niềm tin và khả năng xoay sở trong mọi hoàn cảnh. Nhưng để cải thiện vận may tài chính, bạn nên duy trì sự rõ ràng và luôn chú ý theo dõi các kế hoạch của mình. Tình yêu, tình yêu có nhiều biến động. Tử vi cho biết có rất nhiều người theo đuổi nhân mã nhưng bạn sẽ khó có thể chung thủy với ai đó. Những người thuộc cung này giống như ngựa yêu thích sự hoang dã và tự do. Vì thế, những ràng buộc trong tình yêu khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. 10. Market công việc, con đường sự nghiệp khá sáng tạo và tài năng. Bạn hoàn toàn có cơ hội có được vị trí tốt với quyền lực trong tay nhờ sức mạnh của mặt trăng nhân mã. Nhưng để thỏa mãn tham vọng của mình, market đôi khi bất chấp tất cả. Vì vậy, ngay cả khi bạn thành công trong công việc thì thế giới của bạn vẫn khá cô đơn. Vận may, vận may có nhiều triển vọng trong tuần mới. Nhờ sự thông minh và nhạy bén, chòm sao này nhanh chóng tìm ra hướng đi mới mang lại nhiều lợi nhuận cho mình. Tình duyên, tình duyên may mắn không mấy nổi bật. Nếu Ma Kết độc thân muốn thu hẹp khoảng cách với người mình thầm yêu, bạn cần phải xây dựng những kế hoạch tiếp cận cụ thể chứ không chỉ đơn thuần là những tin nhắn quan tâm đơn thuần. 11. Bảo Bình. Công việc, con đường sự nghiệp của Bảo Bình khá thành công. Tử vi cho biết bạn có thể dễ dàng nắm bắt được những cơ hội mà người khác khó có được. Vì vậy, bạn nên trân trọng cơ hội của mình và cố gắng hết sức để bứt phá. Vận may, vận may tài lộc có những điểm sáng. Cung hoàng đạo này có thể gặp một số cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn, vì vậy bạn có thể tham gia vào các khoản đầu tư nhỏ để thử sức mình. Tình yêu, chuyện tình cảm của bạn khá ảm đạm. Có vẻ như những người đã lập gia đình dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên quan tâm đến một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Tử vi khuyên bạn nên nói chuyện với người đó nhiều hơn để hiểu được suy nghĩ của đối phương. 12. Song Ngư. Công việc cuối tuần có xu hướng là thời điểm thăng tiến trong sự nghiệp song hư có thể nhận thấy rằng những người khác đối xử với bạn bằng sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhiều hơn nhờ những nỗ lực của chòm sao này do đó những người tham gia vào các hành vi nhỏ nhặt có hại bắt đầu rút lui khỏi xã hội nói chung vận may vận may không chắc sẽ phù hợp với mong đợi của bạn vì lý do này bạn không nên vội vàng đầu tư ngay khi nghe thấy từ đó đừng vội đưa ra bất kỳ quyết định nào đặc biệt là những quyết định có hậu quả về mặt tài chính tình yêu bạn đang gặp may mắn hơn trong tình yêu những song hư độc thân có xu hướng kết bạn nhiều hơn theo thời gian nhiều người sẽ được truyền cảm hứng bởi sự chân thật và tích cực của bạn bởi vì các cặp đôi thường xuyên liên lạc với nhau nên những bất đồng về những vấn đề nhỏ nhặt là điều hiếm khi xảy ra kính chúc các bạn luôn may mắn mạnh khỏe và thành công nếu thấy hay và ý nghĩa hãy thích bình luận chia sẻ và đăng ký kênh fnl để được cập nhật video mới nhất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi